hay quá Ngọc ơi. Chạy đi. Quá ghẹ. Nghe đục về luôn. Quá lạnh luôn. Bắt làm khô được. Đứng lâu quá. Lúc làm mua cá thì thấy một cái một con rồi sống thì làm mua cá cho nên mất cá. Đây đừng ngốc giác vàng luôn nha các nhà. Wow. Ngốc giác vàng siêu to. Siêu nhỏ chứ. Đây con nó nè anh ơi. Núp lùm nè. Ghẹ xanh núp lùm. Quá dễ rồi. Nhám vô. Nhám gì cho. Chua hả? Bỏ luôn. Còn không, còn không. Xinh luôn cái nhà. Cái muối này ăn rất là dai nha cả nhà. Ờ có bực lạnh leo kêu là một tuột đây có là chứ. Đây có bực lạnh như cả nhà một tuột rất là nhiều luôn. Đây là chiến ốc giác vàng nha. Chiên ốc như thế này nha các bạn. Để này. Đây có con cá lưỡi mèo. Cá rất là dẹp luôn nha. Cá này ăn thịt rất là dai luôn. Bữa để nhám mày đi. Vô cái kèo luôn. Xíu nữa em đi lửa cá. Sơ lược con cá. Mấy em cá để cho mấy anh em này mua cá.
Anh thấy Ngọc đang cầm cái len mép bên phía tay phải bên em và tắm, còn bên tay trái là anh Minh Hiếu. Đỗ Đình Hiếu. Và sau đây là màn so tài sắn đá giữa hai đội. Một đội là anh mặc áo xanh da trời quần trắng, nhưng một bên là anh mang giày và tóc vàng. Rồi bây giờ sẽ được bếp bắt đầu. Ôi khoan, bắt đầu là hai anh em xúc cái đá nha. Trong vòng 1 phút 30 giây ai chiến thắng sẽ nhận được 1 tấm nha. Cuối cùng phần thưởng 1 tấm mới thuộc về anh Thái Ngọc. Rồi đưa mặt đây. Giờ đang cá kho nữa nha. Giờ đang cá kho tiêu. Hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh anh Nghiệp Phú nha cả nhà. Rất vui gặp lại cả nhà trong video của ngày hôm nay. Thì hôm nay đã làm xong công việc hết trơn rồi, buổi chiều thì trưởng lại muốn ăn món bạch tuộc sốt Thái, sốt Thái Lan chứ không phải là sốt Thái Lan nha cả nhà. Thì em đã chừa sẵn rồi, bây giờ mình sẽ làm sạch con mực để mình sống cái vậy hả? Làm gì ạ? Làm giống bùa hổm vậy đó. Được vậy, chắc muốn bút một chút. Ở đâu? Đây. Thì một khi em chỉ cắt cái phần gâu thôi nha. Khoan, từ năm ơi. Nhiêu đây, khoảng tầm cả nửa ký á. Hả? Như đây khoảng tầm nửa ký nha. Bây giờ em sẽ cho muối vào. Giờ muối bột mình bỏ vô để mình bóp cho nó sạch nha. Ok. Bóp và mình rửa lại. Rồi xíu nữa em sẽ lắc cho nó cái gâu mực nó săn để mình ăn cho nó giòn nha. Khai giác cũng lắc mực nữa vậy. Ngoài mực này là chơi mực trứng nha. Cái giác chiều một trứng để chiều có đói bụng để mà ăn điểm tâm nè. Một này là một tuần mà trứng đúng không nè. Rửa ra sạch cái khai giác, rửa cái cho cô Nam lắm. Sạch chưa, sạch chưa? Rửa ra sạch đây để nó mặn chát đó con. Rồi ok, lắc đây, lắc đều tay vô lắc coi. Lắc cái này quá dễ rồi. Trời. Con mày sắc con này được ăn à? Sắc ra. Ai mong này mình bán nha, 18 triệu ký nha nhà. Tám gì? Thôi bây giờ em sẽ đi vô em làm nước sốt nha, làm nước sốt để tí nữa mình trộn vô mình ăn. Đây nha nhà, đang giả nhuyễn tỏi, ớt, gừng, sả, đường, bột ngọt. Tí nữa giả nhuyễn xong rồi em sẽ cho nước mắm và chanh vào nha. Rồi thêm một miếng tương ớt. Rồi thêm bột ớt vô nữa cho nó ra cái màu đẹp để mình trộn vô trong mực nó sẽ ngon hơn nha. Cho thêm chút nữa cho nó săn nha. Quá săn. Khi mình lắc thì gâu mực nó sẽ săn lại nha. Và nó có thể nhìn rất là đẹp luôn nha. Giờ em sẽ cho nước cốt chanh vô nha. Rồi giờ quậy lên. Tương ớt vô luôn. Chưa. Rồi giờ em sẽ cho tương ớt vô cho cái màu nó sinh động xíu nữa nha. Đây, mình Hiếu đang thái lát chanh mỏng để tí nữa mình trộn vô ăn cho nó chua chua ngon ngon. Chua chua đỡ ngán các bạn ơi. Ừ. Wow. Bây giờ em sẽ lấy ớt bột mình bỏ vô thêm nữa nha. Cho đúng cây luôn. Đây nha, cho vô thêm ít ớt bột Hàn Quốc nữa. Đúng độ cây luôn. Đúng là siêu cây luôn nha. Giấm nha, ít giấm vô cho nó chua chua. Đây,
đồ bật nãy giờ em đã rửa cho sạch để cho ráo nước rồi, cỡ vô chụm rồi. Bốn triệu
ăn luôn. Có chấm muối xanh mà. Chấm nó là ngon lắm ơi. Đây nha cả nhà. Bây giờ nhà sẽ rưới nước sốt vô. Rưới sốt vô em nếu. Quậy gọi cho rồi. Rưới sốt vô cái mình bỏ chanh vô, lấy chanh vô. Rồi chuyện luôn. Nãy giờ teo vô cả nhà, nãy giờ bán đồ nó teo vô rồi. Nhìn hết hết dẫn luôn rồi. Rưới nữa luôn đi. Lấy chanh lên em. Chơi bên băng luôn nha cả nhà.
Đây cho nhỏ tiếp đi bà. Trời chưa ra miếng nào cho nó. Chúng em cũng cầm lòng không nổi nha cả nhà. Thôi mau miếng cái đuối ra. Rồi ok luôn chú bự ơi. Bye bye. Bỏ cây rồi.